Hình hai cái hình là ở trên nè, và hình ở dưới là đứa trẻ nó có các cái tổn thương về não khi mới sinh ra, hoặc thậm chí là những đứa trẻ đó, người ta chứng minh cho thấy là những đứa trẻ mà bị xem tivi quá nhiều, các tế bào não còn bị chết đi, các tế bào còn chết đi, hoặc là tế bào não chết đi mà hình thành lại là không phải là những cái tế bào não của sự giao tiếp, mà toàn là chứa đựng tivi với lại điện thoại không. Tưởng tượng đây là ba mẹ, là cái người nói chuyện với con của mình, đây đứa trẻ bên đây, được chưa? Thế trong đầu mình muốn nói gì với con, ví dụ mình muốn nói là con ăn cơm, được chưa? Thế là mình mới nói rằng là cái tiếng Việt, cái trong cái từ từ học thuật người ta gọi là mã hóa, có nghĩa là chuyển ra cái bằng cái ngôn từ mà mình nói gọi là mã hóa. Trong đầu mình muốn con mình ăn cơm, thế là mình nói là happy ơi ăn cơm con ơi, được chưa? Có ba mẹ nói là, thì có ba mẹ nói khác là ăn cơm, có ba mẹ khác nói là tới giờ ăn rồi, có ba mẹ nói là lên bàn đi, thì đấy gọi là cái thông điệp được phát ra và gửi đi. Thế nhưng mà đứa trẻ con của mình á, nó nhận thông tin và nó hiểu chưa chắc gì là giống những gì ba mẹ nói, chưa chắc gì nó giống những gì ba mẹ nói. Bây giờ nó có hai kiểu, kiểu thứ nhất là không giống nè, một là nếu như con của mình nó chậm phát triển, nếu như con của mình nó bị rối loạn phổ tự kỷ, hoặc là bị rối loạn giác quan, hoặc là bị một khiếm khuyết nào đó, được chưa, thì tự nhiên cái thông tin nó đi tới nó không giải mã được, nó không hiểu được, nó không giải được, nó không hiểu được. Ok, ví dụ như bây giờ tôi nói với cậu học trò của tôi á, xin lỗi mẹ nó nói chứ phải là tôi nói, mẹ nó là đừng có thò tay vô trong quần nữa, nhưng mà nó không hiểu thò tay vô quần là gì. À, mình rõ ràng người bình thường của mình hiểu, nhưng mà cậu đó nó cậu không hiểu. Đây, ví dụ nha, có một cái lỗi lầm, có một cái sai lầm, xin lỗi tôi nói lộn ra, không phải lỗi lầm mà là sai lầm của ba mẹ, là mình dạy con bằng trên sách. Ok, trên sách nghĩa là gì? Có nghĩa là mình mua cái cuốn sách dạy con nói, cái mình chỉ vô cái con gà, cái mình nói kêu con mình nói là con gà đi con, được chưa? Thì theo ba mẹ là một đứa trẻ ở thành phố, thôi tôi xin nói thành phố trước nha, ở cái thành phố từ nhỏ lớn chưa được đi gì quê, từ nhỏ tới lớn chưa được đi nông trại, có gì quê là gọi là đi chơi thôi, chứ còn cũng không có gọi là đi, chưa bao giờ thấy được một con gà ngoài đời hết. Thì theo ba mẹ nghĩ rằng là nó có hiểu con gà là gì không? Không, nó chỉ biết là cái hình đó gọi là gà thôi, chứ thật sự nó không hiểu con gà là gì. Đây, thế thì trong não của bé đó, nó nhận và nó nhận thông tin đó, nó chỉ biết à cái hình thù như vậy thì gọi là gà, chứ nó không biết nó là con gà. Được chưa? Tôi nói là chỉ một đứa trẻ bình thường thôi đó. Còn một đứa trẻ mà nó rối loạn thì mình nói nó chữ gà, nhưng mà tai của nó và não của nó không nghe được chữ gà luôn. Nó không nghe được chữ gà. Nó không hiểu, nó sẽ giải mã, nó sẽ giải mã trong não của nó đó. À, ok, tôi sẽ đi sâu vào phần này. Rồi, đây đây mọi người nhìn cái mô hình đây luôn nha. Đấy. Nó cái phần mà nó xử lý cái thông tin vào trong não đó, có thể cái não của một đứa trẻ nó có vấn đề đó. Hồi nãy có một mẹ hỏi đó là thầy ơi, cô ơi, làm sao biết não con em nó có vấn đề hay không? Làm sao mình kiểm tra được? Trên cái phần này tôi sẽ nói sau. Phần này sẽ nói sau. Ok, cũng không không quá quan trọng là kiểm tra não của con đâu. Lần sau để đi đi chụp hình đầu não con mình sau. Rồi, nói lại. Như vậy là trong não nó có vấn đề dẫn đến tình trạng là ví dụ mình nói với con nó là chữ gà đi, nhưng mà nó nghe nó không ra chữ gà, nó nghe chữ gà, chữ gà, chữ gì đó, được chưa? À, như vậy là phần vào đã sai rồi, phần vào đã bị xử lý sai rồi, hoặc là phần vào đã không hiểu rồi, dẫn đến tình trạng là phần ra nó không có. Mình mọi người sẽ, tôi sẽ làm một cái ví dụ lại cho mọi người hiểu nha. Cái phần này thì nó hơi 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 không dễ hiểu tí xíu. Rồi ba mẹ đợi tôi tí xíu nha. Rồi ba mẹ đợi tôi tí xíu. Rồi. Ok. Rồi mình tưởng tượng nè, mình tưởng tượng như thế này nha. Mọi người thấy tôi không nha? Để tôi xem mọi người thấy tôi mới thoát màn hình bự ra. Rồi ok. Có gì ba mẹ nhắn tin để cho thầy mình biết là ba mẹ theo kịp phải không? Cái con người của chúng ta đó, chúng ta có ăn thì nó có ra. Được không ạ? Chúng ta có uống thì nó cũng có ra. Chúng ta có vào lỗ tai thì nó cũng sẽ phát âm ra miệng. Âm thanh nó sẽ đi vào tai của đứa trẻ, được chưa, và chắc chắn nó sẽ đi ra đường miệng. Không, một đứa trẻ dù có rối loạn hay không nó cũng sẽ đi ra đường miệng, nó là quy luật của tự nhiên là cho nhận vào và ra, cho nên mình gọi là giao tiếp. Mình gọi là giao tiếp. Giao là gì ạ? Giao là gì, nhận là gì, tiếp là gì? Tiếp là tiếp nhận thông tin, là ba mẹ nói ăn cơm đi, tắm đi, thay đồ đi, được chưa, hoặc là mình đưa cho nó một cái gì đó nó đọc đó, gọi là gì ạ? Nó nhận thông tin và nó phải đi vào trong cái não này, nó xử lý thông tin ở trong này, nó xử lý thông tin trong này, và ở trong đây nè nó có ti tỷ thứ ở trong này nằm
mọi người nha. Ok, tí tỉ thứ là gì? Thứ nhất tôi nói mọi người nghe về bộ não của con người, nó có 100 tỷ tế bào lận. 100 tỷ tế bào lận, không phải là con số nhỏ, 100 tỷ tế bào. Thì cái chuyện gì? Nó vào đây nè, nó xử lý tùm lum ở trong đây nè. Nó xử lý đã rồi nó phát âm ra đây. Được chưa? Như vậy á, nếu mà con mình chậm nói thì trong trong não của nó cũng đã gặp một tổn thương nào đó. Một cái vấn đề xử lý của nó có nó gặp khó khăn vấn đề xử lý. À, được chưa? Rồi gì nữa? Khi rồi xong, nó thêm một cái cỗ máy trong não nữa là xử lý làm sao để phát ra, xử lý làm sao để phát âm cái âm ra bên ngoài, xử lý làm sao để phát ra lại gọi là phản hồi trở lại là nói đó. Đây, cho nên ba mẹ sẽ gặp một cái sai lầm rất rất là lớn ở chỗ này là gì? Đây tôi sẽ chỉ ra một sai lầm rất là lớn cho mọi người là gì? Hầu hết các đứa trẻ bị chậm phát triển, xin lỗi, chậm nói, dù phổ tự kỷ hay là rối loạn hay là tăng động bất cứ gì nữa thì nó bị khó khăn ở cái chỗ rằng là nó phản hồi lại, nó hồi đáp lại. Ví dụ nè, Happy ơi, Bi ơi, nó không trả lời ba mẹ, nó không trả lời ba mẹ gì hết, được chưa? Nó không phản ứng luôn, mặc dù con mình nó của mình nó không phản ứng gì hết. Như vậy là hỏi câu hỏi đầu tiên nè, âm thanh nó có tới lỗ tai nó không? Cũng chưa chắc là tới lỗ tai nó, được chưa? Nhiều khi tai lỗ nó có vấn đề sao? Rồi bước số 2 là nó vào tai rồi, nhưng mà nó vào não nó xử lý làm sao? Nó xử lý làm sao? À, nó xử lý không được, nó không biết là nó kêu nó, hoặc là nó biết kêu nó luôn á, nhưng mà sao nó, nhưng mà nó không phản ứng đó, nó phản ứng lại đó rồi sao? Đấy, lớp buổi trước có một mẹ hỏi là con em lỗ tai bình thường hết, nó phản ứng bình thường hết, nhưng có hai tình huống. Nếu như mẹ em kêu nó đó, Tuấn ơi ăn bánh ra con, là nó quay lại nó cười, nó chạy lại nó lấy. Tuấn ơi cho cục kẹo ra con, là nó quay lại. Tuấn ơi cho đồ chơi nè, là quay lại lấy. Nhưng mà kêu Tuấn ơi không á, là không quay lại. À, thấy không, rõ ràng không? Như vậy là trong não của nó có cái phần xử lý thông tin. Vậy là nó sẽ xử lý là à, liệu rằng là nó có nên phản ứng lại hay là không. Như vậy là toàn bộ nó sẽ nằm ở chỗ xử lý. Toàn bộ là do não của một đứa bé nó sẽ xử lý. Rồi bây giờ tôi sẽ nói kỹ hơn tí xíu nữa. Ở bên trái là đứa trẻ bình thường, được chưa ạ? Nó chỉ chậm nói thôi, thì mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ xử lý thông tin. Nó sẽ xử lý thông tin như thế này. Đây, thông tin nó vào não đó, nó chạy tùm lum ở trong não đó, nó chạy tùm lum trong não đó hết. Ok, ba mẹ cũng không cần biết nhiều cái này, tôi chỉ nói để mọi người hiểu là con mình đang thật sự đang gặp khó khăn ở bên trong. Được chưa? Để một lát mình can thiệp á, mình giúp đỡ, mình dạy cho con mình là dạy cái thứ bên trong. Đây, còn một đứa trẻ mà nó có tự kỷ đó mọi người nha, thì một nồi thông tin ở trong não luôn, nó không phân biệt được luôn, nó tất cả các thông tin nó chỉ có màu xanh màu. Các cái tế bào trong não của nó bị chết rất là nhiều, mọi người nhìn xem nè. Đó, hình hai cái hình này ở trên nè, và hình ở dưới là đứa trẻ nó có các cái tổn thương về não khi mới sinh ra, hoặc thậm chí là những đứa trẻ đó người ta chứng minh cho thấy là những đứa trẻ mà bị xem tivi quá nhiều, các tế bào não còn bị chết đi, các tế bào còn chết đi, hoặc là tế bào não chết đi mà hình thành lại là không phải là những cái tế bào não của sự giao tiếp mà toàn là chứa đựng tivi với lại điện thoại không. Cho nên các nhà khoa học, các nhà giáo dục người ta khuyến cáo là đừng cho con của mình coi tivi hoặc sử dụng điện thoại quá nhiều. Chưa nói là tiếp nhận thông tin, mình còn nói những cái sóng từ cái điện thoại và tivi nó phát ra thì làm tổn thương não rất là nhiều luôn. Được chưa ạ? Rồi. Nhưng mà chúng ta lại đi giải quyết vấn đề như sau. Mình chỉ thấy con mình là không nói là cứ chúng ta bắt con mình phải nói. Nhưng mà trong khi á, cái bộ máy bên trong của nó, cái bộ não của nó không có sẵn sàng, nó xử lý tùm lum tùm la trong đó, nó không sẵn sàng thì nó sẽ không hồi đáp, nó sẽ không phản ứng lại. Được chưa? Dẫn đến có những trẻ, tôi thấy có một số ba mẹ đã nhắn tin rồi nè, 5 tuổi rồi, mọi thứ bình thường hết nhưng mà không chịu bật âm ra, mà đi khám không có vấn đề gì hết, nó không chịu bật âm ra, thì mình lỗi nằm ở chỗ nào, nguyên nhân ở chỗ nào? Những nguyên nhân hồi nãy giờ đã nói cơ quát rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết và một số nguyên nhân nữa. Trong vấn đề chúng ta dạy con của mình á, chúng ta không dạy phần bên trong của con mà chúng ta dạy phần bên ngoài. Dạy phần bên trong là dạy là hiểu, liệu rằng con mình nó có hiểu không, nó có hiểu đúng những gì mình hỏi không. Cho nên hồi nãy giờ tôi mời mọi người làm 2-3 bài tập đó, là tôi chia sẻ chút xíu, xong tôi nhóm mọi người là mọi người nhắn tin vô là 1 2 3 4 5 6 7 9 10, mọi người nhắn tin vô là con, các anh chị đang gặp vấn đề gì, có nghĩa là tôi đang cần nhận cái thông tin lại từ mọi người là mọi người có hiểu ý tôi nói nãy giờ không. Đấy, và mọi người có, mà tôi có hiểu lại ngược các ba mẹ không. Và một lát chúng ta cũng sẽ đi vô cái phần hỏi đáp, qua lại với nhau, thì sẽ là đi vào phần bên trong. Được chưa? Rồi, các ba mẹ mắc những cái sai lầm khi mà dạy con nói hoặc là dạy con mình
giao tiếp đó, là mình bị áp lực từ bên ngoài nhiều quá. Ví dụ như con mình 3 tuổi rồi, 4 tuổi rồi, 20 mấy tháng rồi mà vẫn chưa nói được, thế là bắt đầu bị cha nói, chồng á, nói bà dạy con sao mà con đang vẫn chưa nói được. Rồi bên nội, bên ngoại, rồi hàng xóm, rồi đi học mẫu giáo, cô cũng nói, người này người kia nói, tự nhiên chúng ta cảm thấy mặc cảm, tự nhiên chúng ta cảm thấy tự ti. Rồi cái đây chúng ta bị áp lực, được chưa? Đây. Rồi sao nữa? Sau cái áp lực đó là truyền lên cho con. Mà đây là một trong lỗi lầm lớn của ba mẹ luôn. Xin lỗi, cái này là lỗi lầm rồi chứ không phải là sai lầm nữa. Cái này là mình có lỗi với con khi mà mình gây áp lực cho con. Mình bị áp lực xong mình gây áp lực cho con. Sao con không nói? Và khi mình bị stress, bị căng thẳng rồi đó, thì càng bị căng thẳng, càng bị căng thẳng là ba mẹ càng không dạy được con. Như thế này nè, ví dụ ba mẹ cái mặt nhăn nhó, hồi nãy tôi hơi gọi là xin lỗi ba mẹ tí xíu, gọi là cảm nhận cụ thật của tôi á, tôi thấy nhiều ba mẹ nhăn quá, tôi cũng hơi bị khớp, cái mặt căng thẳng quá, tại vì lần đầu tiên thấy tôi á, tại vì người lạ mà chúng ta cũng có cái tính gọi là phòng vệ mà, tôi cũng hơi bị áp lực, được chưa, nói không có thoải mái, nó không có thoải mái, thật sự ban đầu tôi không thoải mái lắm, không thoải mái lắm, thì nhưng mà nếu bây giờ á, mà tôi mà cũng áp lực lại ba mẹ tôi nói chỉ một cái căng thẳng, thì ba mẹ không nhận được. Bây giờ mình dạy con mình nè, mình cứ mặt mình cứ căng thẳng, nói đi, sao mày không dạ, sao bi ơi, sao mẹ con gọi con không quay lại, đấy nhiều lắm, chúng ta hay la đứa trẻ lắm, áp lực cho nó lắm, mình một phần là mình nóng quá rồi, mình nóng, con mình nó chậm nói quá rồi, nó không chịu giao tiếp gì hết, bắt đầu cái chuyện đơn giản như vậy, đi đái, đi tè, đi tiểu mà không chịu nói, không chịu kêu, đấy bắt đầu đó là mai mốt là phải như vậy. Có một số ba mẹ đánh con thiệt, này là có ba mẹ đánh con luôn á, ba mẹ đánh con luôn, mà càng gây áp lực như vậy á là đứa trẻ nó tiệt luôn, nó không nói luôn. Đó là do lỗi, này là lỗi lầm đó, nhưng mà có thì mình cũng nên nhận trách nhiệm về bản thân của mình để mình dạy con mình tốt hơn. Rồi, do con mình có thể bị tổn thương não, do con mình có thể bị sang chấn tâm lý. Sang chấn tâm lý là gì? Sang chấn tâm lý là con mình không bị gì hết, nó không bị rối loạn phát triển gì hết, nhưng mà nó bị một cái gì đó mình không biết, có thể là nó thấy ba mẹ cãi nhau, cái này là do yếu tố xã hội nè, nó thấy ba mẹ cãi nhau lớn tiếng quá, nó bị hốt hoảng, nó sợ, sau này nó không dám nói chuyện luôn, mọi thứ nó bình thường hết, nhưng mà tự nhiên á, một lúc nào đó, được chưa, hoặc là nó cái ví dụ cái con bé nhà tôi nè, tôi nói chuyện với nó bình thường nha, nhưng mà tôi quên cái tôi nói chuyện lớn tiếng, cái nó tưởng đó là tôi la nó, cái nó khóc lên. Ví dụ nó đi vào cái ghế, mà cái ghế đó nó sắp bị ngã, cái tôi nói là có chân coi, cái nó tưởng đâu là tôi la nó, thế là nó khóc, nên là nó không bị sang chấn gì hết. Nhưng có một số đứa trẻ nếu như mà nó vô tình nó bị một cái gì đó, nó bị sang chấn tâm lý trong não của nó, được chưa, nó lại nói chậm, thì ba mẹ làm sao không hiểu cái chuyện đó, mất kiên nhẫn, bắt nó nói rồi bắt đầu thuê giáo viên tới nói này kia vân, được chưa, tôi sẽ lát một lát tôi sẽ nói là giáo viên nói cái vấn đề là thuê giáo viên có nên hay không nữa, được chưa. Rồi chúng ta thiếu kiến thức để dạy cho con, thì hôm nay chúng ta đã học một cái kiến thức rồi đó, thiếu kiến thức mà không có kiến thức mình không dạy được. Rồi chúng ta thiếu phương pháp, không biết phương pháp, bắt đầu cứ đi mua sách dạy con nói. Tôi nói á, những cuốn sách mà dạy con nói á là những quyển sách nó không hiệu quả, rất không hiệu quả đâu đó, tôi sẽ nói. Cho nên mình hiện tại là mình đang bị sử dụng rất là sai cách trong vấn đề là dạy con nói. Rồi, điều này là quan trọng lắm nè, thiếu thời gian ở bên con để cho con cảm nhận được tình yêu thương. Một đứa trẻ tự nhiên mà nó sẽ nói được, tự nhiên nó sẽ hết bệnh, ngay cả tự kỷ luôn. Ba mẹ hôm nay tôi sẽ không nói nhiều về cách chữa lành bệnh tự kỷ nha. Ba mẹ nào có con bệnh tự kỷ, ở đây khoảng 30 ba mẹ nãy tôi đã thấy rồi, 30 ba mẹ, bởi vì cái bài này tôi đã giảng rồi, thầy và cô Sim đã giảng rồi, ba mẹ vào ở trong nhóm chữa lành cho con đã dạy về cái bài phương pháp chữa lành trẻ tự kỷ, hoàn toàn có khả năng chữa lành được trẻ tự kỷ, ba mẹ vào đó coi lại, được chưa. Cho nên á, một đứa trẻ dù là tự kỷ, nếu như có tình yêu thương, đủ tình yêu thương là hoàn toàn có thể chữa trị được, được chưa. Và chúng ta cần có kiến thức và có phương pháp là có thể giúp con của mình bận quá, mình đi làm mà đâu có dạy cho con được đâu. Hoặc là mình ở bên con nhưng mà bị bận cái điện thoại, mình bắt điện thoại. Hoặc là mình ở bên con mà mình mở tivi cho con coi. Không tính là dạy con, không tính là ở bên con. Không tính. Rồi, tiếp tục. Chúng ta hay so sánh con mình với những đứa trẻ khác. Được chưa? Thấy những đứa đó nói được, bắt đầu chúng ta lại về áp lực với bản thân, áp lực với con của mình.
Rồi điều này quan trọng nữa nè, bắt ép con nói theo phong cách của mình. Nó không thích nói theo phong cách của mình thì sao? Ví dụ bây giờ nè, mọi người cứ chỉ nó bắt nói con gà, cái ca, nhưng mà nó không thích nói theo phong cách của ba mẹ thì sao? Được chưa? Đó, dẫn đến là nó sẽ tiệt luôn. Có nghĩa là sao nè, có nghĩa là sao? Tôi nói chậm lại chỗ này. Ví dụ ban đầu nó muốn nói con cá đúng không? Thì thay vì nó nói con cá thì có những đứa trẻ bình thường nó bắt đầu nó nói là á á khá khá. Nhưng mà nó ban đầu nó không nói như vậy. Nó được dạy con cá là cá. Nhưng mà nó lại phát âm là í í í. Nhưng mà mọi người đợi chậm, tôi nói chậm lại xíu nha. Nó nói chữ í í í nghĩa là con cá của nó. Nó gọi đây là con cá nhưng mà bằng ngôn ngữ của nó. Thế là ba mẹ bạo lên, ba mẹ nói là cá mới được, phải nói cá. Được chưa? Xong nó tiệt luôn, nó không nói nữa. Nó được dạy trong sự căng thẳng, nó được dạy theo cái kiểu rằng là phải giống ba mẹ. Nhưng mà nó để từ từ chứ nó mới phát được cái âm ý mà. Hoặc là nó e gì đó mà. À, ba mẹ phải buộc nó bắt nói giống như vậy. Rồi nó tiệt luôn. À, dẫn đến nó chậm nói. Rồi sao nữa? Không cho phép con sai, con nói sai thì cho nó sửa. Nó sai hoài cái gì? Ví dụ giờ ba mẹ đi học tiếng Anh đi. Như tôi giáo viên tiếng Anh nè, trời ơi sai không biết bao nhiêu mà nói, được chưa? Cứ cho con mình sai đi, cứ cho phép con mình sai, cứ cho phép con mình sai, cứ cho phép con mình thất bại, rồi làm lại. Đó. Tiếp tục, cái sai cuối cùng, cái sai cuối cùng nãy tôi có nói sơ sơ rồi là chúng ta dạy sai phương pháp, tập trung vào sách vở. Nếu như muốn một đứa trẻ, nếu như muốn một đứa trẻ phát triển giao tiếp tốt, cần phải có trải nghiệm, cần phải mua con cá gì cho nó đụng mua con cá. Mua một con cá về bỏ vô chậu thì dạy nó cho nó con cá. Muốn dạy con bò đúng không? Thì phải đi đến trang trại bò. Thì nó cần trải nghiệm, nó được đụng vào, nó được chạm vào, nó được sờ vào, nó được giao tiếp với con bò. Được chưa? Thì nó mới bắt đầu. Cái gì vậy? Ở bên trong nó nè, não nó được căng tràn, nó hiểu a cái này là con bò. Được chưa? Và nó sẽ bật ra chữ bò. Mà chúng ta chỉ cần rất đơn giản, chúng ta chỉ dạy chữ bò là nó dễ dàng nó bật ra thôi. Còn thời gian thì nó từ từ, quan trọng là ở bên trong nè, ở bên trong cơ thể của nó được đổ đầy, ở bên trong cơ thể của nó được đổ đầy thì nó sẽ bật ra nói. Cho nên ba mẹ đừng có vội vàng. Nếu như con của mình chậm nói, nếu như con của mình bị rối loạn phát triển, nếu như con của mình bị rối loạn tự kỷ, nếu như con của mình chưa có giao tiếp, là do bên trong chứ không phải do bên ngoài. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký kênh của Trần Hoàng Minh và nhấn vào nút chuông để xem video mới mỗi ngày.